Chào mừng các bạn đã quay trở lại với RTK Media. Hôm nay, khác với thường lệ một chút, sẽ là một clip đặc biệt mà chúng mình muốn gửi tới cho các bạn. Dành cho những bạn chưa biết, thì RTK Media chúng mình đã được ra đời vào đêm ngày 1 tháng 4, rạng sáng ngày 2 tháng 4 năm ngoái, năm 2019. Vậy nên, vào ngày 2 tháng 4 năm 2020 hôm nay, RTK Media đã chính thức tròn một tuổi. Một năm qua, chúng mình đã nhận được rất nhiều nguồn động viên tinh thần đáng quý tới từ các bạn, cũng như đã nỗ lực không ngừng để có thể cho ra đời những content video chất lượng về chủ đề Tokusatsu để gửi tới cộng đồng. Hôm nay, nhân dịp sinh nhật lần thứ nhất của kênh, hãy cùng nhóm chúng mình điểm mặt 10 video nhóm tâm đắc nhất. Cũng chính là 10 video mà nhóm đề xuất các bạn không nên bỏ qua của RTK Media nhé. Giờ không rông dài nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nào. Ok, và vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng hôm nay sẽ là một video được làm vào giai đoạn sơ khai khi RTK Media mới thành lập được 2 tháng. Đó là Khám phá kỷ nguyên Disney của Power Rangers. Có lẽ đối với nhiều bạn fan Tokusatsu ở Việt Nam thì mảng Power Rangers không nhận được sự đánh giá quá cao, do có nhiều quan điểm cho rằng đây chỉ là một phiên bản đạo nhái của Super Sentai bên Nhật Bản. Song thực sự mà nói, Power Rangers vẫn có cho mình lịch sử phát triển riêng cùng những điểm nổi trội không thể bị nhầm lẫn. Bởi trong đội ngũ của RTK Media có một vài thành viên dành sự yêu thích đặc biệt đối với Power Rangers, nên chúng mình luôn muốn truyền tải những gì tốt đẹp và thú vị nhất của loạt phim này tới với khán giả Việt Nam. Đây cũng chính là lý do mà chuyên mục về các kỷ nguyên của Power Rangers được RTK chúng mình cho ra đời. Và trong 3 kỷ nguyên bao gồm Saban Era, Disney Era và Neo Saban Era, thì video khám phá kỷ nguyên Disney của Power Rangers là clip được chúng mình đặt nhiều tâm huyết vào đó nhất. Clip được phối hợp viết kịch bản bởi bạn David Chan, cựu thành viên của RTK, anh Mega Ultra Chicken, cố vấn của RTK và mình, Kaitoki. Ở video này, chúng mình phải tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn, đồng thời xử lý số liệu một cách cụ thể để giúp người xem có một cái nhìn bao quát bức tranh lý do vì sao Saban lại bán thương hiệu Power Rangers về tại Disney và vì sao mà thương hiệu này sau đó lại trở thành một đứa con ghẻ bị lãng quên trong gia đình nhà chuột. Nếu như các bạn yêu thích Power Rangers và đang muốn tìm hiểu sâu hơn về loạt phim này, thì video nằm ở vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng của nhóm là dành cho bạn. Tiếp theo ở vị trí số 9 là top 8 Team Up Super Sentai hay nhất của thế kỷ 21. Clip bao gồm 9 hạng mục, trong đó còn có một mục riêng dành cho gương mặt sáng giá Super Sentai Psycho Battle, và được chia ra làm 2 số video để đăng tải, đảm bảo thời lượng phù hợp. Có thể nói, với lịch sử phát triển lâu đời của Super Sentai, cũng như tiền lệ các tập movie Team Up giữa các đời chiến đội liên tục được cho ra mắt hàng năm, thì việc lựa chọn ra 8 tập phim hay nhất trong số đó cũng không phải là một điều đơn giản. Chúng mình đã cố gắng đánh giá lại toàn bộ các phần Team Up Super Sentai ở thế kỷ 21 dưới cái nhìn khách quan nhất có thể, phân tích kỹ từ cốt truyện, nhân vật tới độ đầu tư, độ hoành tráng của từng tập phim, đồng thời chỉ ra những ưu điểm và cả khuyết điểm còn tồn đọng của những tập phim đó, nhằm gửi tới người xem một bảng xếp hạng có tính tham khảo cao, giúp các bạn có thể tìm ra được những tập Team Up thực sự chất lượng để thư giãn trong những giờ phút giải lao sau giờ học hoặc sau những giờ làm việc căng thẳng. Vậy nên trong số những sản phẩm mà RTK muốn đề xuất gửi tới các bạn, thì top 8 Team Up Super Sentai hay nhất thế kỷ 21 xứng đáng góp mặt ở vị trí số 9. Vị trí số 8 sẽ là video review đánh giá bộ phim Kamen Rider Kuga, Người Anh Cả Máu Mặt, Tượng Đài Bất Diệt của thời kỳ Heisei. Có thể nói, Kamen Rider Kuga có độ phủ sóng tương đối khiêm tốn tại thị trường Việt Nam, không chỉ vì cái bóng của Kamen Rider Ryuki, hay gọi thân mật là siêu nhân Phi Long, ở Việt Nam còn quá lớn, mà còn vì tính cho tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có một fan sub nào về sub hoàn chỉnh toàn bộ series này. Song, Kamen Rider Kuga thực sự là một bộ phim không nên bỏ lỡ đối với những bạn yêu thích Tokusatsu nói chung và Kamen Rider nói riêng. Sau khi dành thời gian thưởng thức trọn bộ series này, mình đã vô cùng háo hức chắp bút viết kịch bản bài review cho Kamen Rider Kuga. Đây thực sự là một bộ phim đã nâng tầm khái niệm Kamen Rider, đưa đến vô cùng nhiều những đổi mới, những phá cách, những nền tảng vững chắc để giúp cho thương hiệu phim Kamen Rider trụ vững tới thời điểm hiện nay và chiếm được nhiều tình cảm của người xem lớn tới như vậy. Kuga hội tụ trong mình đủ tất cả những yếu tố khiến bộ phim trở nên xuất sắc. Cốt truyện chặt chẽ, cuốn hút, dàn nhân vật nổi bật, đáng nhớ, nhạc phim hào hùng, bắt tai, cùng những sáng tạo nổi bật gắn mác riêng cho kỷ Heisei. Cá nhân mình đã đặt rất nhiều tâm huyết vào clip review bộ phim này để truyền tải niềm yêu thích Kamen Rider Kuga tới cho cộng đồng, giúp nhiều bạn có động lực tiếp cận bộ phim này hơn. Vậy nên nếu các bạn đang phân vân không biết có nên tìm hiểu một phần phim đã ra mắt từ cách đây 20 năm hay không, hãy xem bài review Kamen Rider Kuga của RTK Media chúng mình nhé!
vị trí nối tiếp của bảng xếp hạng tiếp tục thuộc về một bài review phim, và trùng hợp thay sẽ lại là một TV series ra mắt vào năm 2000, đó là Mirai Sentai Tamranger. Tamranger là series Super Sentai thứ 24, lấy đề tài cảnh sát thời không làm nguồn cảm hứng chính. Phim được biên kịch bởi bà Kobayashi Yashiko, nên cũng không cần giới thiệu quá nhiều về sự u ám và nặng nề của bộ phim. Đây là một phần phim với cốt truyện và nhân vật được xây dựng khá chỉnh chu, phù hợp với đối tượng khán giả trưởng thành nhiều hơn là với thiếu nhi. Do mục tiêu người xem mà RTK Media hướng tới là những bạn fan tokusatsu trên 13 tuổi, nên chúng mình đã sản xuất video review đánh giá bộ phim này để gửi tới các bạn. Clip được viết chính bởi cựu thành viên của RTK Media, bạn Davis Chan. Đây cũng đồng thời là video cuối cùng có sự tham gia góp mặt viết kịch bản bởi Davis, bởi bạn ấy đã đặt rất nhiều tâm huyết cũng như sự cố gắng vào để hoàn thiện kịch bản này một cách tốt nhất, nên nhóm cũng muốn dành một vị trí cho bạn xếp hạng để tri ân những cống hiến và đóng góp của bạn Davis. Một lần nữa, cảm ơn Davis Chan đã đồng hành cùng RTK Media trong thời điểm gần một năm qua. Nối tiếp trong bảng xếp hạng sẽ là một clip mới lên sóng cách đây ít lâu, Power Rangers Hexagon, dự án tiềm năng bị lãng quên. Như chúng mình đã chia sẻ ở trên, đối với nhóm, Power Rangers thực sự không chỉ đơn thuần là một phiên bản làm lại từ Super Sentai, mà nó xứng đáng được công nhận nhiều hơn như thế. Chính vì muốn thay đổi vị thế của Power Rangers trong góc nhìn còn tương đối bảo thủ của một bộ phận fan tokusatsu nói chung tại Việt Nam, chúng mình đã tìm hiểu tới dự án Hexagon bị bỏ ngỏ này của Saban và Amit Palmik. Đây là một dự án vô cùng táo bạo, vô tiền khoáng hậu, với quy mô cực kỳ lớn và có tính nối kết chặt chẽ toàn bộ các sự kiện xảy ra trong 10 phần phim Power Rangers đầu tiên. Nếu như dự án này được thành hình, nó sẽ giúp cho Power Rangers tự tin đứng trên một vị thế mới, dần dần thoát khỏi cái mác phim giải trí đơn thuần cho lứa tuổi 3 cộng, giúp thương hiệu này có nhiều cơ hội phát triển hơn. Song đáng tiếc, đây vẫn chỉ là một dự án không gặp thời và bị chìm vào quên lãng. Để phối hợp viết kịch bản bởi Kaitoki, anh Mr. 0836 và anh Mega Ultra Chicken, hai cố vấn của RTK Media. Đây là dự án tâm huyết và chúng mình muốn gửi tới cộng đồng fan toku tại Việt Nam nói chung và fan Power Rangers nói riêng. Đồng thời, là lời tri ân của nhóm dành cho bạn Davis Chan, một fan ruột của Power Rangers. Vị trí thứ 5 thuộc về clip giải thích Kamen Rider Blade, ý nghĩa Rider và Form. Có thể nói, đối với cá nhân mình, Kamen Rider Blade là bộ Kamen Rider đã để lại cho mình nhiều ấn tượng sâu đậm nhất. Mình đã trở thành fan cứng của phim kể từ khoảng 7 năm trước. Cho tới nay, mình vẫn luôn dõi theo những thông tin mới xoay quanh các diễn viên chính góp mặt trong phim. Chính bởi một sự yêu mến đặc biệt tới như vậy dành cho Blade, nên clip giải thích ý nghĩa Rider và Form của Kamen Rider Blade đã được mình nghiên cứu khá nhiều, từ cơ chế hoạt động của từng Rider System ra sao, ý nghĩa các màu sắc của chiến đấu phục ứng với tính cách của từng Rider như thế nào, cho tới những quy luật của game bài poker được áp dụng trong phim, đều đã được mình cố gắng tổng hợp lại một cách ngắn gọn, dễ hiểu để gửi tới cho các bạn. Vậy nên, nếu như có cùng niềm yêu thích Kamen Rider Blade giống như mình và muốn tìm hiểu sâu hơn về những gì xoay quanh bộ phim, các bạn hãy tìm xem Kamen Rider Blade, ý nghĩa Rider và Form nhé. Nằm ở hạng 4 sẽ là một trong những clip đã tạo nên thương hiệu bước đầu cho RTK Media và cũng là clip nhận được khá nhiều sự yêu thích từ các bạn, đó là Đóa Hoa Vô Danh Shurikenger. Đây là clip đầu tiên thuộc chuyên mục phân tích nhân vật được đăng tải trên kênh RTK Media. Shurikenger có thể nói cho tới nay vẫn là một trong những Six Senshi chiếm trọn cảm tình nhất của fan dòng Super Sentai. Anh là một nhẫn giả đầy kiêu hãnh, sẵn sàng từ bỏ đi dung mạo, thân thế của mình, nguyện một lòng phụng sự chủ nhân, sẵn sàng chấp nhận hy sinh vì nghĩa lớn. Dù quên đi tên một loài hoa, người ta vẫn biết hoa đẹp ở điểm nào. Chính bởi không có dung mạo cụ thể mà Shurikenger trở nên thực sự đặc biệt. Cũng chính vì anh không là bất kỳ ai cả, mà câu chuyện của anh có thể trở thành niềm cảm hứng cho tất cả mọi người. Và mình xin trích lại một câu trong clip ấy để kết lại hạng mục này. Sau cùng, đóa hoa vô danh Shurikenger vẫn có thể nở rộ trên chiến trường đầy khắc nghiệt và khói lửa. Vị trí thứ 3 sẽ dành cho một trong những clip có tính hàn lâm nhất đã từng được RTK Media thực hiện. Đó là clip giải thích những công thức vật lý tiêu biểu xuất hiện trong opening của Kamen Rider Build, được chắp bút bởi thiên tài vật lý Danh Phương. Bạn Danh Phương là một thành viên tương đối nhiệt huyết của nhóm và có niềm đam mê đặc biệt đối với toán học và vật lý. Chính bởi vậy, ngay cả khi ngồi xem Kamen Rider Build, bạn ấy cũng đã rất chịu khó soi xét các công thức vật lý, toán học được nhà sản xuất khéo léo cài cắm vào opening của bộ phim. Từ đó, nghiên cứu và lý giải những công thức đó theo góc nhìn của khoa học và đời sống, đem tới nhiều kiến thức bổ ích. Thú thực mà nói, ngay tới cá nhân mình là người trực tiếp góp giọng cho video này,
mình còn không thể hiểu hết tất cả những gì mà Danh Phương muốn truyền tải trong clip. Thì suýt bị học sinh trung bình vì môn vật lý thì làm sao mà hiểu được, đúng không? Nhưng nhìn chung, việc cẩn thận soi xét từng tiểu tiết trong một bộ phim tokusatsu để liên hệ nó với đời sống dưới góc nhìn của khoa học cũng là một điều vô cùng thú vị. Chính bởi tính thông tin và hàn lâm mà clip đem lại, nhóm sẽ xếp video này ở vị trí số 3 trong bảng xếp hạng những video mà RTK cực kỳ muốn giới thiệu tới cho các bạn. Đứng ở vị trí Á quân trong bảng xếp hạng hôm nay sẽ là một clip dành riêng cho những bạn yêu thích dòng phim Ultraman. Đó chính là loạt hai video khám phá đa vũ trụ của các Ultraman, The Ultraverse. Vũ trụ Ultraman đã có tuổi đời từ rất lâu, được các nhà sản xuất phim lên kế hoạch xây dựng, sắp xếp và hệ thống một cách đồ sộ, rộng lớn nhưng lại vô cùng chặt chẽ và hợp lý. Do vậy, tuy lượng thông tin cần phải tổng hợp là rất nhiều, nhưng anh Hoshino Aoi của team đã có thể bám theo mạch logic ấy và tóm tắt vào hệ thống đa vũ trụ này một cách tổng quát để gửi tới người xem, giúp cho ngay cả những bạn chưa tìm hiểu loạt phim Ultraman, ví dụ như mình, có thể ít nhiều hiểu được bức tranh tổng thể đa vũ trụ này và từ đó có thêm một vài kiến thức bổ ích về loạt phim. Vậy nên khái quát lại, nếu như mới biết tới RTK Media chúng mình, các bạn đừng nên bỏ lỡ hai video khám phá đa vũ trụ của Ultraman nhé. Và nằm ở vị trí đầu bảng, quán quân của bảng xếp hạng ngày hôm nay, clip được chúng mình tâm đắc nhất, muốn giới thiệu tới cho các bạn nhất, đó chính là video giải thích toàn bộ những khái niệm và thuật ngữ trong Garo, được lên kịch bản bởi mình và anh Mr.0836. Có thể nói, dù biết tới loạt phim Garo muộn hơn Kamen Rider, Super Sentai và Power Rangers, song, dòng phim này thực sự đã để lại một ấn tượng cực kỳ đậm nét đối với cá nhân mình. Và cũng chính bởi bắt đầu tìm hiểu loạt phim vào đúng độ tuổi trưởng thành, nên những triết lý nhân sinh, nhân văn, đời sống, xã hội được nhà sản xuất cài cắm trong bộ phim đều đã có thể được truyền tải tới cho mình một cách trọn vẹn. Và cũng chính bởi những điểm thú vị mà Garo đã đem lại, mình luôn muốn giới thiệu dòng phim này tới cho các bạn nhiều nhất có thể. Không chỉ dừng lại ở video hệ thống thứ tự các phim Garo được sản xuất từ tháng 5 năm 2019, video giải thích toàn bộ các khái niệm và thuật ngữ tiêu biểu trong Garo lên sóng vào tháng 12 năm 2019 là một dự án còn nặng đô hơn như thế rất nhiều. Bằng tất cả tâm huyết của những người yêu thích và gắn bó với dòng phim Garo, mình và anh Mr.0836 đã cố gắng tổng hợp, hệ thống và giải thích các thuật ngữ và khái niệm tiêu biểu trong phim để gửi tới cho các bạn một cách dễ hiểu nhất, để ngay cả những bạn lần đầu tiếp cận loạt phim này cũng sẽ không cảm thấy bị bỡ ngỡ. Từ đó giúp cho trải nghiệm xem phim của các bạn trở nên tốt đẹp và mượt mà hơn. Do đó, nếu như yêu thích hoặc muốn khám phá những câu chuyện đầy nhân văn và thế giới rộng lớn muôn màu của dòng phim Garo, đừng bỏ lỡ hành trang là video này của tụi mình nhé. Vậy trên đây là top 10 video tiêu biểu mà RTK Media chúng mình khá tâm đắc, muốn gửi tới các bạn và khuyến khích các bạn không nên bỏ qua. Sắp tới, chúng mình sẽ còn tiếp tục cho ra mắt những video thú vị hơn nữa để đáp lại tình cảm mà các bạn gửi gắm cho kênh. Vậy nên, chúng ta hãy tiếp tục đồng hành cùng nhau lâu hơn để đi xa hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaituki. Chúc mừng sinh nhật 1 tuổi RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại. お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。